chưa mà mới giữ một cái khóa thiền ở bên miền Đông. Đó. Thì có một cái vị Phật tử anh hỏi một cái câu cũng rất là hay. Đó là họ hỏi về vấn đề tâm suy nghĩ đó quý vị. Khi chúng ta ngồi thiền ở tâm chúng ta suy nghĩ rất là nhiều. Vì vậy chúng ta phải nhắc nhở mình rằng là suy nghĩ là một cái hiện tượng tự nhiên. Bởi vì cái tâm của mình nó sinh hoạt theo chiều đó à. Từ sáng sớm mà cho tới khi mà quý vị đi ngủ, tâm quý vị nó suy nghĩ liên miên, quý vị không có thấy. Và khi mà nó suy nghĩ rồi đó, quý vị không có để ý, nó xúi mình làm chuyện tầm bậy là mình làm đó. Đó là lý do tại sao mà người ta nhắc nhở mình phải canh chừng cái tâm suy nghĩ. Nhưng mà vị này hành giả này, họ nói là trước khi mà mình muốn xử lý được cái tâm suy nghĩ thì trong cái phần hướng dẫn nói rằng là hành giả chỉ bị duy trì chánh niệm quan sát cái tâm suy nghĩ để học từ đó và hiểu từ nó. Nhưng mà cô lại nói rằng con thấy con chẳng học được cái gì trơn. Tại vì con thấy mỗi lần mà tâm suy nghĩ nó tới, con ngồi thiền chẳng hạn, con nghĩ về cái chuyện gia đình của con chẳng hạn, con duy trì chánh niệm, con biết tâm suy nghĩ là suy nghĩ mất. Cũng giống như là con là cái người đứng trên bờ, tâm suy nghĩ là những cái dòng nước nó chảy ở dưới, thấy nó thì nó đã trôi qua rồi, thấy nó trôi qua rồi thì làm sao mình học. Mình muốn học cái gì thì nó phải đứng yên để mình dòm nó, mình ngó nó, rồi mình xem nó cho kỹ càng rồi mình mới học được. Cái câu trả lời là cái thứ nhất, bạn thấy tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong tâm của quý vị nó đi rất là nhanh. Gọi là danh và sắc đó, được cái danh từ Phật pháp gọi là danh sắc, danh sắc là tất cả những gì thuộc Phật về tâm thức, và sắc là thuộc về vật chất. Và nó diễn biến hoài, nó thay đổi liên tục rất là nhanh. Ví dụ như quý vị thấy là tâm sân này. Đó, quý vị dòm người ta cái tự quý vị nổi sân liền tức thì. Dòm cái mặt cái tự nhiên mình ghét à. Người ta có nói mình gì đâu. Tại vì sao như vậy? Tại vì giữa mình và người này đã có một cái chuyện nào xảy ra trong quá khứ rồi. Do đó tâm mình nó giữ trong này. Vì vậy khi đụng đối tượng, nhảy ra tức thì, trở tay không kịp. Anh chị em thấy là cái tâm của mình nó làm việc rất là nhanh. Thế mà gặp đối tượng là trong này nó phản ứng liền, mình làm được, mình xử lý nó không được. Đó. Thì cái sự thực tập á, anh ta lấy cho mình một cái hình ảnh. Hình ảnh đó là một cái chiếc tàu nó chạy rất là nhanh. Mình là cái người đứng ở dưới mình quan sát nó. Thì quý vị sẽ thấy rằng là chiếc tàu nó chiếc tàu lửa đó, xe hỏa đó, nó đi qua rất là nhanh. Vù, 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 không thấy gì hết trơn. Phải vậy không? Đó là chưa kể là khi mà nó đi qua, nó kéo theo bụi bặm rồi đủ thứ chuyện, rồi gió rồi nó tạt mình, làm cho mình không có thể nào đứng yên để mình nhìn nó được cái trơn. Bây giờ cái nguyên tắc để làm thế nào mà thấy cái gì người ta ngồi trong xe lửa nó như thế nào, cái gì nó xảy ra trong cái toa xe, bạn phải cần có một cái vật, có một cái chiếc xe khác nó đi cùng vận tốc với chiếc xe lửa thì bạn mới thấy được. Bạn ngồi lên trên một cái chiếc xe nào khác, bạn đi theo nó và đi cùng, phải đi cùng vận tốc với nó thì bạn mới thấy nó được chứ. Thì cũng giống như hai chiếc máy bay vậy, khi nó bay ngược chiều mình thấy bay rất là nhanh, mà nếu nó bay cùng chiều làm có cảm tưởng như máy bay bên đứng bên kia nó đứng, nó không bay, nhưng mà thật ra nó bay với cái tốc độ rất là nhanh. Do đó là cái sự thực tập của bạn là tạo cho bạn một cái phương tiện thật là nhanh. Mà cái phương tiện này là cái gì? Là chánh niệm. Nó sẽ đi theo và nó quan sát. Thì lúc bây giờ nó sẽ thấy. Lúc đầu bạn giống như cái người đứng phía dưới, bạn nhìn bạn sẽ không thấy gì hết đâu. Nhưng bạn hãy tập đi, tập từ từ, bạn duy trì chánh niệm từ từ. Bạn lúc đầu là bạn chỉ thấy nó vù qua rất là nhanh, một lát là bạn có thể thấy cái đuôi của nó, hoặc là bạn thấy con giữa của nó. Từ từ tới lúc nào tâm chánh niệm của bạn mạnh, bạn bắt nó rất là nhanh. Đó, thì cái này nếu mà mình không tập, mình rất là khó mà hiểu người ta muốn nói cái gì. Bây giờ trở lại cái câu hỏi là khi mình nhìn một cái niệm suy nghĩ nó bay rất là, đi rất là nhanh, thật ra suy nghĩ có nhắc mất không? Câu trả lời là chỉ có một cái niệm suy nghĩ nó lên vậy thôi thì nó mất. Nhưng mà cái luồng suy nghĩ nó cứ nằm hoài. Sư lấy một hình ảnh này, ví dụ thấy này, quý vị thấy nước nó chảy này, nó chảy trong cái ống á, phải vậy không?
nước nó chảy hòa, mình mở nước là nước bắt buộc nó phải chảy hòa. Thì đây là một cái luồng suy nghĩ của mình này. Và lâu lâu nếu mà quý vị thấy có một cái lỗ nào đó nó lủng á, thì nước nó nhảy lên, mình lấy tay mình đè nước tắt, thì cái luồng suy nghĩ nó cứ đi hoài. Mà cái tâm của mình á, nếu mình duy trì chánh niệm thì nó không lú lên, còn mình thất niệm một cái là nó lú. Rồi quý vị quan sát nữa, nó xuống nữa, quý vị đi tới nữa, rồi nhảy nữa, cứ tiếp tục như hỏi vậy, có phải vậy không? Như vậy là bạn chỉ thấy những cái niệm suy nghĩ nó nhảy lên để cho bạn thấy thôi. Luồng suy nghĩ ở trong này nó không, chưa bạn chưa có thấy này. Những cái niệm suy nghĩ này là nó đến từ những cái luồng suy nghĩ này. Và những cái luồng suy nghĩ này người ta gọi là những cái dòng suy nghĩ vi tế, rất là nhảy bén, nó nằm ở dưới. Và nó là cả một cái luồng, nó không bao giờ ngưng hết trơn, ngay cả khi mình ngủ nó cũng sinh hoạt nữa. Cái vi tế này là tất cả những cái kỷ niệm của mình trong quá khứ này. Những bài thơ, những bài hát, những câu chuyện mình đã nghe trong quá khứ, nó nằm sẵn ở trong này. Hoặc giả những cái cảm xúc nào đó mình có với ai đó, nó nằm sẵn ở trong này. Và đó là cái chức năng của tâm. Hễ mà khi mà có đụng cảnh là nó ghi, nó thu hết vào trong này và nó giữ đó như là một cái máy vi âm và cái máy thu âm. Và khi mà có chuyện nó phát ra cho quý vị nghe. Thì bạn phải tập. Lúc đầu là bạn quan sát thì bạn thấy những cái niệm suy nghĩ nó lên này, rồi nó tắt. Niệm suy nghĩ nó lên, nó tắt. Suy nghĩ nó lên, nó tắt. Khi những cái suy nghĩ ở trên nó thô, nó tắt rồi, thì cái lớp dưới nó sẽ xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa, cho đến lúc nào mình thấy cái vi tế nhất. Cái vi tế nhất mà rất là khó thấy, luôn luôn nó nằm đó, là cái bản ngã. Những dòng suy nghĩ về ngã chấp của tôi này, của ta này, tôi ta này. Ở bữa cà đây, hễ mà ai mà lấy đi dép, chết cà, dép tôi đâu rồi, thấy không? Hoặc là ai mà làm gì tôi bực vậy, hay nói cái gì làm cho tôi khó chịu vậy, thấy không? Tôi ta và của tôi của ta luôn luôn nó nằm trong này. Và bạn phải tu tập rất là nhiều để bạn thấy. Ví dụ như có nhiều người trình pháp nói rằng một ngày đó mình thấy là mình nói tôi ta rất là nhiều. À, tôi đi học, tôi đi làm, tôi rửa chén, tôi đánh răng, tôi súc miệng, tôi thương, tôi ghét, tôi buồn, tôi nhớ, đủ thứ chuyện. Mà thật ra đây là những cái sinh hoạt của tâm thôi, mà mình chen cái tâm tôi vào trong đó nữa. Hoặc trả là của tôi nữa. Cái vật nó không có gì hết trơn, mà hễ mà của tôi là thế nào của mình cũng nổi sân. Cái câu chuyện mà sư hay kể cho quý vị nghe là cái chuyện thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có một cái bà đó là bà Đại Thí Chủ, bà Visakha đó. Bà có một đứa cháu nó chết. Thì bà buồn quá, bà đi bình nửa trưa bà đi vô gặp Phật. Thì khi mà vô gặp Phật với một cái tâm trạng rất là đau buồn, với một cái hình ảnh ở ngoài rất là khổ sở của một người buồn phiền, mà Đức Phật hỏi cô Visakha, cho cô đi đâu vậy, mà tại sao mà để tóc rồi xá rồi có vậy, chứ có lẽ là cô có câu chuyện gì. Nó dập mình đưa tôi không phải, cái đứa cháu của con nó mới chết thì cô buồn lắm phải không, buồn lắm, thương lắm, nhớ nó mà. Rồi Đức Phật hỏi một câu một thôi, sự lặp lại cái câu chuyện. Đức Phật nói: Này Visakha, vậy trên trong thành Vương Xá này có bao nhiêu đứa trẻ ở tuổi của cháu của cô? Bạch Đức Thế Tôn: nhiều lắm. Vậy thì những đứa đó nó chết, cô có buồn không? Dạ Bạch Đức Thế Tôn: không. Nhưng mà tại sao cô buồn? Tại vì sao quý vị? Bởi vì của con mà, phải không? Hãy thêm cái đuôi đầu nữa là thấy phiền não à. Người đâu ngoài đường biết có ai mà chồng của tôi rồi chết rồi đó. Ai đụng tới là chết rồi ha. Vợ của tôi, con của tôi. Thì những cái suy nghĩ và ngã chấp này đó, nó là những dòng suy nghĩ rất là vi tế, và mình không thấy, không để ý đâu. Bất chợt nó nhảy ra rồi duy trì chánh niệm, mình thấy. Bất chợt nó nhảy ra, mình duy trì chánh niệm và mình thấy. Lúc bây giờ mình hiểu rằng nó tiềm ẩn ở trong này, nó nằm sẵn trong này, đâu vào đó. Và hễ mà có cơ hội thì nó lên. Mình phải tu tập để mình đi xuống dần thôi, chứ không có cách nào mà mình có thể thấy được cái trơn. Như vậy, cái thứ nhất, bạn phải tu tập để bạn có một cái tốc độ rất là nhanh bằng tốc độ tâm để bạn hiểu. Thứ hai là bạn tu tập, bạn phải gạt hết những cái thô trước, để rồi từ từ bạn xuống cái càng sâu dần dần, bạn mới hiểu. Một cái thứ ba nữa, bạn hỏi tại vì sao mà cái tâm suy nghĩ nó đi nhanh như vậy, mình không học hỏi được gì được. Thật ra đây không phải là tâm suy nghĩ. Bạn tưởng là bạn ngồi thiền,
bạn thấy tâm nó suy nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện nhà, chuyện cửa, bạn nói, dạ thưa sư, con hành thiền, con thấy tâm con suy nghĩ. Hay là hôm nay tôi ngồi thiền, sao tâm tôi cứ suy nghĩ nhiều về câu chuyện gia đình, hay là học giả là ai vừa nói gì tôi cái này, tâm tôi suy nghĩ chung. Mà thật ra đó không phải tâm suy nghĩ. Không phải tâm suy nghĩ. Vậy gì? Vậy thì tâm suy nghĩ là cái gì? Cái này là nó thuộc về pháp chân đế. Bằng tập rồi bạn sẽ thấy. Cái này nó mượn cái nội dung của câu chuyện để nó nói rằng nó là tâm suy nghĩ. Còn tâm suy nghĩ thực sự là pháp chân đế, bạn không thấy được. Người nào mà chưa ăn cái trái sầu riêng sẽ không biết cái vị sầu riêng như thế nào, dù bạn có đem bằng giải thích bao nhiêu nữa, ta cũng sẽ không hiểu. Phải vậy không? Thì đến lúc nào bạn ăn đi rồi bạn sẽ hiểu cái vị sầu riêng nó như thế nào. Nó ngọt không? Ngọt. Giống trái cam không? Không. Vậy khác thì khác làm sao? Không được. Vì nó thuộc về pháp chân đế mà. Tâm nó cũng vậy. Tâm là thuộc về pháp chân đế. Pháp chân đế là cái gì mình phải trải nghiệm mình mới hiểu. Tâm thuộc về pháp chân đế. Tâm không có hiển lộ một cách rõ ràng cho mình để mình thấy. Nhưng mà khi tâm qua rồi, nó đi với cái tốc độ rất là nhanh và nó qua rồi, cái người tu tập hiểu có cái tâm đấy. Cũng giống như là anh chị em tu tập một thời gian rồi, khi anh chị em nói cái gì đó, anh chị em biết trong mình có cái ngã. Nhưng mà lúc đó mình đâu có thấy, phải vậy không? Hoặc giả là khi mà người ta nói cái gì đó, mình phản ứng liền, mình nói liền và tự nhiên mình biết là tâm sân nó vừa mới xuất hiện, phải vậy không? Mình cảm nhận nhanh ghê lắm. Nhưng mà nó rồi, nó đi rồi, mình mới cảm nhận được. Vì vậy, cái sự hiểu biết về tâm nó cũng vậy. Tâm, cảm giác, cảm xúc, tất cả những cái này, sự suy nghĩ, cảm giác, cảm xúc đều là đường tâm hết. Hỷ nộ ái ố đều là tâm hết. Bạn chỉ bắt đầu bằng hiểu, bắt đầu khi mà tu tập bạn chỉ nắm cái nội dung của nó thôi rồi bạn hiểu thôi. Chứ thật ra bạn chưa có thấy cái tâm đâu. Và người ta nói rằng cái niệm suy nghĩ hay là cái nội dung của chuyện suy nghĩ, ví dụ chẳng hạn mình ngồi thiền, mình nói rằng là mình ngồi thiền và mình thấy tâm của mình hôm nay hay là tâm của tôi hôm nay, tôi cứ nghĩ suy nghĩ những cái chuyện mà cái ông kia ông vừa nói với tôi, là bà kia vừa nói với tôi, hoặc giả là một cái chuyện tôi mới gặp, thì người ta chấp nhận cho bạn làm nói chuyện đó được. Là bạn chưa có hiểu mà, thì bạn vịnh vào cái gọi là tục đế khái niệm concept để bạn nhắc, bạn nói rằng là bạn thấy tâm, tạm thời cho bạn như vậy đi, hãy tiếp tục như vậy quan sát đi, rồi bạn sẽ thấy từ từ bạn sẽ hiểu tâm là cái gì. Và một lần nữa như sư nói, đây là một cái vấn đề trải nghiệm. Vấn đề khi mà trải nghiệm thì mình phải tu tập rồi tới ngang đó tự nhiên mình hiểu. Chứ còn bây giờ nói mình không hiểu, nói mình không có nắm được mình muốn nói cái gì. Cũng giống như là cái vị đứng trước mặt đây, sư có một cái bàn, trên cái bàn nó có con số 6. Sư nói quý vị đứng bên kia tôi phải số 9, mà sư nói đó là số 6 đấy, quý vị sao tin được? Tại vì mình ở hai cái vị trí khác nhau mà. Quý vị đang ở đối diện, quý vị thấy đây là số 9, quý vị chắc chắn nó là số 9. Nhưng mà sư ở bên này, sư ngồi bên này, sư thấy số 6 đấy. Và cái người mà đứng đã từ ở bên này mà chạy qua bên kia sẽ nói với quý vị rằng nó số 6 nhưng mà là số 9 nữa. Bước qua đi thì bạn sẽ thấy thôi. Vì vậy cái thiền tập, cái giai đoạn đầu tiên của thiền tập không có ai hiểu được chân đế được liền tức thì. Tất cả đều phải mượn cái cầu tục đế. Tục đế là những cái khái niệm thông thường người ta sử dụng để người ta nói về cái chuyện này chuyện kia. Dùng cái đó đi, rồi tập đi, từ từ rồi mình sẽ bước qua cái phần gọi là chân đế. Lúc bây giờ là mình đã hiểu thôi à. Thiền sư là chỉ nói cho mình cái cách thôi, đằng này thôi, ở phía này thôi. Vì vậy khi mà anh chị em hành thiền á, anh chị em mà muốn nói cho người ta hiểu á, anh chị em phải sử dụng tục đế. Anh chị em phải nói anh chị em kinh nghiệm cái gì. Còn anh chị em nói mà dùng những từ Phật học hay là dùng những cái khái niệm về chân đế là biết là anh chị em không có kinh nghiệm. Quý vị không có kinh nghiệm gì hết, quý vị đem sách vở ra quý vị nói à. Ví dụ như cái anh kia ảnh nói rằng khi con đi thì cái thức nó làm việc. Thức nào mà làm việc? Vì thức làm việc do đó gì đấy, thọ khởi sanh. Không, sách vở này. Tại vì anh hiểu chữ thức như thế nào? Thức là thuộc về tâm mà, anh đã hiểu gì đâu mà anh nói thức, phải không? Nhưng mà anh sẽ nói cho sư biết rằng khi con đi con thấy một cái vật nào đó, tức thì tâm con nó nói rằng nó thấy rồi, mà đồng thời nó cũng nói cái vật này là vật gì. Đúng.
đó là cái sự sinh hoạt có tâm. Nhưng mà nói như vậy thì tự nhiên mình hiểu liền tức thì ạ. Lúc rồi bây giờ sư sẽ giải thích thì nói đúng rồi. Khi tâm của mình nó nghe một cái gì, nó thấy một cái gì thì nó có thấy một cái gọi là chân đế. Ví dụ như nghe là chỉ nghe tiếng động mà thôi, nó chưa có phân biệt. Có một cái nữa gọi là tưởng, tức là bộ nhớ ở trong này nó ghi sẵn rồi, nó ra nó ráp lại, nó hỏi cái này là cái gì này, để mình biết đó là tiếng động gì chứ. Phật giáo quý vị thấy cũng vậy. Nếu mà thấy một nhà sư thì quý vị chắp tay, thấy bạn bè thì quý vị chào. Hoặc giả là quý vị thấy cái gì dơ thì quý vị tránh ra. Cái này là gọi là cái sự mà cái bằng sống còn của mình. Do đó luôn luôn cái tưởng này nó phải làm việc. Và đó là một cái pháp tự nhiên cho mình không muốn tách nó ra được. Anh này nói, sư tôi nhìn, con nhìn sư là trong tâm con nó nói sư, con không muốn vậy, con chỉ nhìn biết thôi, không được. Vì vậy từ pháp học và đi tới pháp hành, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Những người học khó hành là vậy, là bởi vì sao? Họ đã có một kiến thức Phật pháp. Học Phật pháp là chuyện học, phải học không? Nhưng mà Phật pháp nó nhiều rồi, thì hễ mà hành là đem cái đó vô nói. Vì vậy khi hành mà mình đem lý thuyết Phật pháp ra mình nói, cái này là mình không kinh nghiệm, tự nhiên mình chặn à. Mình không cho nó tiếp tục để nó kinh nghiệm cái gì. Mình nói, cái này là vậy, cái này là vậy, cái này là vậy, thì cái tâm mình nó tin vô rằng nó nói cái này là đúng. Và như vậy bạn không sẽ không tiếp tục tu tập nữa. Ví dụ như cái cô kia, cô nói cô ngồi thiền, cô thấy thay đổi quá chừng, tâm suy nghĩ thay đổi, cảm giác thay đổi, nhìn thay đổi, nghe thay đổi. Cái cô nói thay đổi như thế này là vô thường rồi. Đúng rồi, chắc là mình thấy vô thường. Rồi bây giờ mình về nhà rồi sao đây, chồng mình sao rồi vô thường, rồi vợ, rồi con mình sao, tất cả đều vô thường. Cứ ngồi khóc òa cái hết tù. Ông thầy sư nói cái này là cái vô duyên này, có phải đã thấy vô thường đâu. Có vô thường cái gì đâu, chưa vô thường, chưa. Làm ơn đừng có nói vô thường. Em có gì thấy. Nói xong cái suy nghĩ đó, biết rồi, hiểu rồi đó. Cái này là có sự, có tu tập, có kinh nghiệm đàng hoàng tử tế mà nó chèn cái học vô. Nó giải thích cái này là vô thường này. Mà khi mà nó giải thích thì nó phải suy nghĩ. Mà nó suy nghĩ thì nó không chánh niệm. Nó không chánh niệm thì cái, tự nhiên cái kinh nghiệm mình nó khưng lại. Chứ nói vậy biết quý vị hiểu mà. Vì vậy trong cái sự tu tập của mình, đừng có bao giờ mình đem cái chuyện học hành vô trong đó. Mình học Phật pháp là học chứ. Bởi vì cái này nó rất là thỏa mãn cái tri thức này, là ai cũng thích hết trơn á. Học nhiều người ta cho, còn cho mình bằng nữa, rồi mình làm giáo sư cho rồi là sướng lắm. Còn hành thiền đâu có gì đâu, hành thiền không có gì hết. Thì có một vị sư bạn của sư đó, ông nói phải chi mà tôi biết hành thiền không có bằng, cái này chắc là tôi không học đâu, tôi không hành thiền đâu, tôi đi học tôi lấy bằng cho nó sướng. Cái này là cái sự lựa chọn của mỗi người thôi, phải vậy không? Rồi bây giờ một cái chuyện khác nữa mà sư nghe các hành giả họ hay hỏi rất là nhiều, đó là những cái hình ảnh. Chắc cái này sư giải thích cho quý vị nghe rồi, phải vậy không? Ngồi thiền mình thấy hình ảnh, thấy hình cái này hình kia, rồi mình thấy ánh sáng đồ đó. Mấy cái này mình thích lắm, màu sắc thấy rất là, cái anh nói rất, thấy rất nhiều màu sắc, đủ thứ màu, giống như màu vòng cầu đủ màu ở trong. Đôi khi thấy hình ảnh không thấy rõ ràng là ai trơn mà thấy hình rất là đẹp vậy đó. Đây thì sư nói tất cả những cái đó đều giả hết, quý vị nhớ giùm sư. Thế khi nào mắt nhắm và quý vị thấy hình ảnh này là nó trở lại cái chuyện mình đã thấy rồi, chứ không phải thiệt. Vì quý vị có mở mắt đâu mà quý vị thấy. Bây giờ quý vị mở mắt, quý vị nhìn, quý vị thấy sư này, có vậy không? Nhưng mà khi nhắm mắt lại, quý vị cũng còn thấy sư nữa. Quý vị cái nó ấn tượng vào trong tâm của mình. Quý vị nhìn đèn à, đèn sáng à, quý vị nhìn một lát quý vị nhắm lại, quý vị cũng thấy hình ảnh đèn, phải không? Nhưng mà cái nhìn lúc mắt mở là cái đó là sự thật. Còn mất nhắm rồi là cái nó chỉ là nhớ lại mà thôi. Thành quý vị thấy cái tâm mình nó làm việc không? Khi mà quý vị nhìn cái đèn là nó đã thu vào trong này hết rồi. Thằng quý vị nhắm mắt, nó mở ra cho quý vị coi. Vì vậy, mình nói, mình làm, mình buồn, mình vui, mình tất cả những cái gì nó xảy ra trong thân và trong tâm của mình, tâm mình này trong tự động nó thu hết. Vì vậy, hễ mình làm một cái gì mà lỗi, mình biết, đừng có cần ai biết nữa. Khi mình làm, người ta không biết, phải không?
làm những cái chuyện mà xấu xa mà tồi tệ mà mình cứ nghĩ rằng là không ai biết, có người biết đấy. Cái gì biết quý vị? Tâm mình đó. Mệt lắm đó. Thế cái tâm mình nó biết là mệt lắm là bởi vì sao? Bởi vì sắp sẽ chết nó trào ra nó nói sao vậy? Mình nó nhớ lại mà. Thế ngồi yên, nằm yên lại nhớ à? Hành thiền này cũng nhớ này. Quý vị hành thiền, tâm quý vị yên, tự biết cái chuyện gì đâu cũng nhớ hết trơn à. Bởi vì nó đã thu rồi, nó làm hết trơn rồi, rồi bây giờ ngồi yên, tự nhiên nó trào trở lại, sống trở lại. Vì vậy, nếu mà quý vị ngồi thiền, quý vị tập thiền tứ niệm xứ này thôi à, còn cái thiền khác là sư không biết. Mà quý vị thấy những cái hình ảnh, quý vị nhắc quý vị là hình ảnh này hình ảnh giả. Cái này do tâm tạo. Đừng có theo nó. Theo nó thì mình sẽ tưởng ra nữa, nó đẻ ra nữa. Một cái ông sư đó, ông trẻ thôi, ông người Singapore. Ông nói với sư, ông nói rằng khi mà ông ngồi thiền á, ông ngồi thiền cái tự nhiên ông nhớ tới xứ của ông là xứ Singapore, xứ biển. Thì ông thấy trước mặt một cái bãi biển đó, hiện ra trước mặt liền tức thì. Thì ông nói, ủa, bãi biển Singapore thì là thường thường có tàu đậu, tàu xuất hiện. Mà có tàu thì trên tàu chắc phải có người trên tàu liền. Quý vị thấy không? Thế mà tâm nó muốn cái gì, nó thắc mắc cái gì là tự nhiên nó nhảy ra cho mình coi ngay tức thì. Thì quý vị không, nó bắt đầu bằng một cái tưởng trước, là cái bờ biển trước, bắt đầu những cái chuyện khác nó nhảy vô, là cái nói chuyện tự nhiên à. Mình ngồi thiền mà mình thấy hình ảnh này hình kia thì tự nhiên mình hỏi cái này cái gì. Cái này là chắc là trong kiếp trước mình, người này sao mình chưa có gặp, họ ở đâu trong cuộc sống của mình mà tại sao mình thấy mà ngồi. Thì cứ mỗi câu hỏi, mỗi sự suy nghĩ là nó add up, nó thêm vô, là quý vị ngồi cái giờ đó quý vị không thấy gì hết mà thấy toàn tưởng không. Sau cách đây một hai tuần, tôi nhớ không có bữa nào ở tại Mỹ Từ, sẽ kể cái câu chuyện của một cái ông thiền sư. Ông nói chị của ông á, chị của ông là tập thiền định, không tập thiền tứ niệm xứ, tập thiền định. Tập thiền định tâm, ngồi định tâm rất là dữ. Bà ngồi cái bà thấy có một con ma nó tới, ma xuất hiện trước mặt bà, dắt thêm đứa con nữa lại tới lại bà. Cái bà nói, ủa, ma này thấy tội nghiệp quá à? Thôi bây giờ chia phước cho nó đi. Thì trong tiếng Myanmar chia phước gọi là nham 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 nham, là chia phước à. Tức là hãy nghe đây, cái gì mà tôi làm được thì tôi xin cho quý vị. Thì họ dùng cái chữ nham 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 vậy. Cô bà kể bà nói, nó lại với tôi xong rồi, cái tôi nham nha cho nó, tôi chia phước cho nó. Cái nó đi, cái con khác nó tới, tôi nham nha nữa. Nó làm miết cái tiếng đồng hồ, cứ ngồi cái nham 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 nha rồi thôi, không có tu hành gì hết trơn. Mà hóa ra là những con ma này, ma giả, không có ma gì hết trơn. Thành ra lỡ quý vị mà thấy ma thì quý vị thấy không phải thiệt đâu, không phải mê tự có ma đâu. Ma là ma trong tâm cái gì. Vì cái tâm rắc rối như vậy, nó phức tạp như vậy, nó nhiều chuyện như vậy mà cá nhân mình không hiểu gì. Do đó mình phải tu tập để mình hiểu. Không ai tu cho mình để mình hiểu cái tâm mình hết. Mình phải tự tu, tự quan sát, tự tìm hiểu, rồi mình sẽ hiểu cái tâm mình nó đi hướng nào. Khi mình hiểu nó được rồi, nó là đầu mối của những cái khó khăn trong cuộc sống của mình này. Phải vậy không? Hay mình nắm nó được rồi, mình hiểu nó rồi, thì nó nói mình không làm. Còn đó là luật sư Mỹ à, cái gì đó. Ghê lắm mà. Có thuyết phục, có sức thuyết phục rất là dữ. Nói lát cái mình nghe. Đó, mình ví dụ chẳng hạn mình tới gặp sư nói đừng làm vậy, đừng làm kia, cái nọ thôi, ráng tu rồi. Về nhà đó, nó nghĩ nghe cái nó suối thôi, tu chi cho nó cực, cái nọ, thôi kệ đi nhậu cái cho nó sướng là vậy. Hay đi Las Vegas chơi rồi làm gì đó, nói suối cái là bỏ đi hồi nào mà. Sư lấy một ví dụ như vậy. Khi mình gần những người thiện trí thức, người ta nhắc nhở mình đó, thì tâm mình nó có khuynh hướng nó làm theo. Đây là cái người tâm yếu mà. Khi gần người tốt, tâm nó tốt, thả nó ra đi xa một cái rồi là bắt đầu tâm yếu nó trở lại. Tâm yếu trở lại là nó làm theo cái khuynh hướng xấu xa bất thiện của nó. Từ trước giờ nó làm cái gì, bây giờ nó làm lại. Đó là tại sao mà mình thấy có những chuyện rất là tồi tệ, rất là xấu xa mà suy nghĩ lại trong cuộc sống của mình. Mình vẫn làm như thường. Và ngay cả bây giờ mình realize, mình nhận ra rằng cái chuyện này là không nên làm, mà mình vẫn tiếp tục làm. Có trong tích truyện có nó kể một cái bà hoàng hậu, và tên là bà Malika. Đó, sư lên trên kia rồi,
Thì cô kia cổ nói, sư nói cái chuyện tích bà này cho quý vị thấy. Bà này là cả đời bà là bà sống kêu bằng rất là lương thiện. Người là có tâm tu, làm phước, bố thí, cúng dường như vậy đó. Bà là vợ của vua mà, hoàng hậu mà. Và bà vì cái cuộc sống của bà đó là luôn luôn nó chuyên về vấn đề mà làm thiện, làm chuyện tốt không à. Nhưng mà một lần nào đó đó thì có một cái con chó, là một con dê nó vào trong phòng bà đó. Thì bà hành dâm với nó. Đây là câu chuyện ta nói vậy thôi, không biết là thiệt giả như thế nào. Thì khi mà bà làm chuyện bậy bạ với cái con chó là con dê đó, thì ông vua không biết được. Không biết ai nói mà ông vua không biết được. Vua Ba Tư Nặc thì phải. Ở trong hình như trong kinh Bắc Tông cũng có nói về điểm này. Khi nào đã học kinh Bắc Tông coi thì cũng có nói tích chuyện này. Rồi cái ông vua Ba Tư Nặc ông mới biết. Ông mới lại ông nói hậu là cái người tu hành đàng hoàng tử tế, cái người mà có đức tin trong Phật pháp mà sao đi làm chuyện bậy bạ như vậy. Ôi bà la ông. Mà nói mà hoàng thượng phải suy nghĩ cho kỹ, sao mà đi nói hậu là như vậy, cái nọ là bà chối từ. Bà không bà chối, bà không, bà nói bà không có làm xấu. Yeah. Rồi thôi. Thì bà đã chối rồi, không vua đâu có nói gì nữa. Nhưng mà khi bà chết rồi bà nhớ tới. Dễ sợ không quý vị? Người ta ưa nói rất nhiều về các cái chuyện cận tử khi chết cái niệm cuối cùng là như thế nào, thì quý vị đây thấy là một cái trường hợp này. Thì bà nhớ lại, cái chuyện mà hồi trước bà làm vậy, rồi ông vua ông hỏi, rồi bà mặc dù bà làm xong rồi thì bà bỏ, bà không làm nữa, nhưng mà một lần đó đã có vết nhơ rồi, mà ông vua ông hỏi thì bà tối tự nhiên nó làm cho bà bị remorse, bị hối hận trở lại, chết xuống địa ngục, dễ sợ không? Thì vua Ba Tư Nặc là cái người là biết Phật, là có cái khả năng là hễ ai chết mà đi đâu là Đức Phật nói cho biết. Mới lại hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn gì cho bà hoàng hậu của con, bà Malika, bà chết rồi bà đi đâu? Đức Phật không dám nói. Đức Phật làm thinh, Đức Phật nói chờ đi, từ từ nó mới nói được, chứ bây giờ chưa biết đâu. Khoan cái đã, là Đức Phật chờ là Đức Phật biết rằng là cái bà này là cả cuộc đời của bà làm chủ phước đức. Vì vậy cái nghiệp lực mà thiện đó, nó mạnh lắm. Tại vì trong phút chót cái bất thiện tâm nó khởi sanh một chút vậy thôi, làm cho bà phải sa xuống dưới đó. Nhưng mà rồi những cái thiện nghiệp nó sẽ vớt bà lên lại. Thì đúng lại chừng vài ba ngày sau bà ra khỏi cái cảnh khổ đó, bà đi tái sanh vào trong cõi trời. Đó thì lúc bây giờ ông vua tới ông hỏi, thì Đức Phật nói là bà đã sanh vào cái chỗ nào đó rất là đẹp. Thì đọc nói chuyện cho quý vị nghe, quý vị thấy cái tâm mình sao mình nói cái gì. Có những cái câu chuyện, thấy không, mình thấy rất là rõ là sai trái đó, mình vẫn làm như thường. Cái chuyện là mình chuyển tình dục, chuyện rất là xấu xa với súc vật, thấy không? Vậy mà một cái người mà có đức tin Phật pháp, làm phước, làm đức hoài, đó là những người tu tập của mình mà vẫn làm như vậy, là bởi sao? Không thấy tâm mình. Vì vậy trong cái khóa thiền ở bên miền Đông, người ta nói rất nhiều về cái chuyện là khi mà con chết rồi thì con nghĩ rằng là vào phút chót con sẽ làm cái này, con sẽ làm cái kia. Sư nói sư không biết. Quý vị nghĩ rằng khi vào phút chót thì quý vị sẽ niệm Phật, quý vị sẽ là nhớ lại cái công trình mà tu tập của quý vị, thì ít ra là mình cũng phải nhớ chứ, làm sao mà mình cũng nhớ được, tại vì mình làm suốt ngày. Sư nói cái đó thì nếu mà quý vị nghĩ như vậy thì tùy quý vị thôi, chứ còn cái tâm của quý vị sư đâu có biết. Sư không được, sư không dám nói. Và lại tâm là cái gì, nó thay đổi liên miên, mình gọi là đổi ý đó, phải không? Mới nói đó tức thì rồi bước vô trong, ở ngoài thì nói với ta vậy, bước vô cửa cái tự nhiên đổi ý à, hay mình ở đằng kia nói vậy về nhà cái tự nhiên mình đổi ý rồi, câu chuyện mình làm nó đổi sạch, phải không? Tâm mình nó sinh hoạt như vậy thôi. Vì vậy hãy đợi tới khi chết rồi nói, giờ khoan nói cái đã. Bây giờ nhưng mà mình làm việc theo nhân quả, hãy tạo cái nhân đi thì quả nó sẽ trổ à. Muốn mà phút chót mà mình nhớ tới Phật pháp, mình nhớ tới sự tu tập của mình muốn cái tâm mình nó thiện và phút cuối cùng, thì mình phải tập nó bây giờ thôi chứ làm sao đây. Còn mình đợi tới gần lúc chết rồi mình mới tu hay mình mới niệm thì nó quá trễ rồi. Hãy làm cái sao mà cho tự động á, nó gần như là cái quán tính á.
hay gặp chuyện là tự nhiên nó ra, nó xử lý liền tức thì may ra. Vì tâm nó rất là nhanh và rất là phức tạp. Hãy tập ngay từ bây giờ thôi à. Thế tu tập bây giờ, nhất là bây giờ mình khỏe này, mình trẻ này, mình đang còn tỉnh táo này. Còn mình đợi tới lúc mình yếu, mình già, mình nằm ở đó rồi, mình tu gì nữa, lúc đó là quá yếu rồi. Học là học bây giờ này, học là lúc còn trẻ này. Còn gì 5-60 tuổi rồi mà còn vô đại học làm gì nữa, vô cho vui vậy thôi chứ còn, phải không? Học hành sao bằng mấy đứa nhỏ được. Vì vậy cái câu hỏi đặt ra là phải làm cái gì để khi mình chết như vậy thì làm bây giờ thôi à, chứ đừng có đợi tới đó. Quý vị muốn thì trước khi quý vị chết quý vị nhớ tới Phật thì bây giờ cứ niệm Phật hoài, thấy không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật suốt ngày. Đúng cái là A Di Đà Phật liền, phải vậy không? Nó gần như là nó tự động máy móc nó nhảy ra. Nhưng mà mình phải hiểu một điều nữa, niệm là một chuyện mà cái tâm mình nó hướng về Phật là chuyện khác nữa, phải không? Có khi mình niệm cách máy móc vậy thôi à, mình đọc kinh á, mình nhớ tâm chạy đi đâu à. Mà sư nói từ sư chứ không phải sư nói quý vị đâu. Quý vị đọc kinh không biết có nhớ gì không? Sư học thuộc rồi bây giờ cứ đọc rốt ra, không biết tới bài nào rồi. Chứ còn đọc theo quán tính này. Phật Pháp Tăng. Ủa Tăng rồi không biết nãy mình có đọc Pháp không? Phật thì nhớ à. Quý vị thấy không? Lơ đỉnh tới độ vậy đó. Là bởi sao công chuyện nhiều quá, ham làm sinh hoạt, đi lo thuyết pháp giảng đạo rồi mình quên, mình lo không có chánh niệm, không có tu tập. Không tu tập thì tự nhiên nó quên, hấp tấp là nó quên. Không có ôm đồm quá nhiều công chuyện của mình thì tự nhiên mình sẽ bắt đầu quên à. Rồi với tuổi tác nữa, rồi vấn đề điều kiện thể xác của mình đi nhiều quá nó mệt mỏi, cái thân nó muốn nghỉ ngơi mà. Đó, sư nói tất cả đó là từ kinh nghiệm tu tập của sư là sư biết à. Sư đi nhiều, sư giảng nhiều, sư hướng dẫn giúp đỡ bà con nhiều mà sư không chịu lo tu tập, sư không để thì giờ, sư hành thiền đồ là tâm sư nó yếu dữ lắm. Lúc đó là phiền não nó chen vô này. Lúc đó là nó xúi mình đi hoàn tục á. Đó bà đẹp đẹp lắm, đẹp lắm. Nhắc nữa. Thế nào mình sống mình cũng hạnh phúc à. Thôi đời là khổ mà khổ ai khổ, mình đâu có khổ. Luật sư Mỹ mà bào chữa nó nói hay lắm à. Rõ ràng là thấy là uống rượu là sai, là không đúng rồi, thấy không? Nhưng bây giờ thấy buồn quá thì làm ly thôi, kể làm đại ly thôi. Từ một ly này nó kéo qua ly kia hồi nào không hay, như thấy. Rồi thôi, muốn hỏi gì không? Có quý vị nào mới tới không à? Lần đầu tiên mới tới. À dạ, anh à, Mô Phật. Nãy giờ sư nói cái gì hiểu, nghe hiểu không? Hiểu rồi. Dạ dạ, hỏi anh. Sư có nói cái kinh ngồi thiền. Những cái kinh ngồi lên, nó như luồng. Cái tâm mình như một luồng. Dạ. Những cái câu chuyện nó ngồi lên. Bây giờ mình quay lại cái tờ, quay lại sự gì đó, trong điều sư nói. Vì thì giống như mình đè xuống mất đi, nhưng mà thật sự nó không mất đi. Vâng. Vì đến lúc nào cũng mất đi, khi mà tâm nào cũng có thì tâm mới lúc nào nó dòng suy nghĩ của anh không bao giờ nó mất đi hết. Nhưng mà lúc là khi mà anh giỏi rồi là anh đi theo nó và anh quan sát nó. Lúc bây giờ nó trở thành giống như hơi thở vậy thôi à. Hơi thở đâu có mất phải không anh? Hơi thở không thể nào mất được hết trơn á. Nhưng mà tâm của mình không chạy theo hơi thở mà nó chạy theo chuyện khác. Hơi thở quý vị có hoài mà, thấy không? Mà sao quý vị ngồi thiền quý vị loạn động như vậy? Điều đó nó có đây nhưng mình đâu có để ý. Vì vậy sự suy nghĩ nó sẽ tới và nó có mặt hoài, nhưng mà mình không xem nó như là loạn tưởng nữa. Mình không chạy theo nó, mình biết nó đang có mặt. Cái này bây giờ sư nói đây là thuộc về kinh nghiệm này. Ví dụ bây giờ đó, hoặc là mình bị kích làm suy nghĩ nó lôi đi, có vậy không? Hoặc là mình nhận ra được suy nghĩ rồi mình trở lại hơi thở. Mình làm chỉ được một trong hai cái đó thôi. Nhưng mà người ta nhắc mình rằng có một cái thứ ba nữa mà bạn hiện tại bây giờ bạn chưa có làm được, là tâm nó vẫn suy nghĩ. Một cái tâm khác nó chánh niệm nó biết. Lúc
lúc bây giờ sự suy nghĩ nó trở thành đối tượng giống như hơi thở, giống như tiếng động, giống tất cả mọi chuyện, thì nó tới thì mình biết ra thôi. Nó không còn là tạp niệm nữa. Ví dụ như một cái vị mà A-la-hán, tâm của Ngài hoàn toàn trong sạch, Ngài cũng suy nghĩ vậy. Ngài cũng phải suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ Ngài chúc pháp này cũng suy nghĩ phải nói cái gì, nói làm sao để cho hợp lại. Trong khi mình suy nghĩ, biết mình suy nghĩ. Rồi khi mà mình biết nó rồi thì nó không nghĩ tầm bậy nữa. Mà hãy mà không nghĩ tầm bậy, không có tư duy thì không có cảm xúc. Phải vậy không? Sở dĩ là mình khổ là vì những cái cảm xúc này. Mình suy nghĩ tầm bậy, suy nghĩ rất là dữ. Mình buồn, mình thương, mình giận, mình ghét, mình hờn, mình nói. Do đó cái cảm xúc nó lên. Suy nghĩ đưa tới cảm xúc quá nhiều, khổ. Do đó mình sợ lắm, mình sợ việc suy nghĩ lắm. Vì trong cái dòng suy nghĩ của mình toàn là phiền não không mà. Thì hôm nay xin phép thưa hỏi sư thêm một hồi nãy sư kia mà mình không lên khi một tiền thì có do cái sự trải nghiệm. Dạ. Thật sự cái mình đem cái học vô thì có thể bị sẽ bị cái gì mô phỏng thì có thể khó đi tới được. Dạ. Thì chắc là con hiểu ngày xưa về những đề bát thức và chiều và tứ thí thì có lẽ con đã có thể còn hiểu được cái này. Yeah. Bởi vì theo con hiểu thì đến một ngày nào đó khi con ngồi thiền tham tánh thanh tịnh tu tồn nào đó thì cái thức không còn tồn tại mà thành hình sự việc tiếp tí đó. Mà anh nói mấy cái từ đó sư không nắm được cái này. Bây giờ nói cho sư nghe bắt thức cái trí là sao nè. Bởi vì con theo con đọc kinh điển của bên Bắc Thông thì trong trí thức học thì bắt thức gì đó. Nhưng mà đối với Nam Thông thì bắt thức gì đó không thì ở bên Di Diệu Pháp. Thì chính vì vậy con mới đang con hỏi là hồi nãy con mới đang con hỏi là cái dòng con không biết dùng chữ đúng không? Dòng tâm thức, dạ một. Như vậy bây giờ sư hỏi anh này, anh thấy một điều như thế này này. Ví dụ trước khi mà anh hỏi sư là tâm anh phải suy nghĩ, có phải vậy không? Anh phải suy nghĩ cái đó anh mới hỏi. Nhưng mà anh đâu có để ý, anh không để ý nó suy nghĩ cái gì, anh chỉ biết rồi cuối cùng khi mà hễ mà chỉ cho đặt câu hỏi là anh đặt câu hỏi thôi. Trong khi cái tâm của mình nó làm việc nó phải suy nghĩ cái gì đó chứ? Cũng giống như bây giờ anh ngồi, anh gọi anh để cái tay như thế này. Tại sao anh không đưa lên? Anh có thể để cái tay lên như thế này được chứ. Mà tại sao không? Tâm nó nói không, mình phải để cái tay như thế này. Mình đang ngồi ngay sư nói pháp mà. Mình đang ngồi trước mặt Phật chẳng hạn. Tại sao mình không bổ giữa hai giò ra? Tại vì mình phải có cái tư thế cho đàng hoàng. Tại mình ngồi trước mặt trong chánh điện, mình nghe pháp mà, thấy không? Đây. Như vậy thì anh thấy không? Trong mỗi hành vi cử chỉ một cái, tâm mình phải suy nghĩ hết. Có biết đâu. Có thể mình tu đến một giai đoạn nào đó mình có sự tiến bộ như những nhà sư nói là tức là khi ta có một cái chánh niệm thì ta không có tạp niệm, tức là những cái suy nghĩ mà sai lầm, những suy nghĩ mà tư duy đó tư duy đó tạp niệm nó không còn nữa. Yeah. Hay là cái giảm đi như vậy thì cái luồng suy nghĩ kia lúc nào cũng có. Dạ, nhưng mà thiện là nhiều. Vì vậy anh sẽ thấy là sự tu tập của mình là sao này. Mình thấy này, những cái tâm bất thiện á, nó dẫn đầu bởi những phiền não. Phiền não là tâm bất thiện này. Bây giờ mình tu thiện, nó có trí tuệ thì cái này nó sẽ, cái này nằm dưới này, cái này lên trên cao ấy. Giờ nó lên từ từ. Đó, vậy đó. Thì sẽ tiếp tục sẽ suy nghĩ, sẽ làm mọi chuyện hết mà tâm này được hướng dẫn bằng trí tuệ. Cái trí tuệ của mình cũng nói trong này. Tức là làm sao mình nhận diện được đây là cái hình của trí tuệ và đây là cái không phải trí tuệ? Dạ, là khi nào nó không phiền não là nó trí tuệ. Anh có thể suy nghĩ đúng mà phiền não. Ví dụ anh nói câu chuyện này phải làm vậy nha, anh nói đúng lắm. Thế mà vô chùa thì phải làm vậy, tất cả mọi chuyện phải như vậy vì là trong này cũng chùa có sư, mình tới đây là mình phải như vậy, nói rất là đúng. Nhưng mà với một cái người mà sơ cơ mà anh tới chùa anh nói như vậy đó, anh bực bội anh la cho họ bỏ chùa đi à? Như vậy là đúng mà không có trí tuệ. Có những cái chuyện đối với con cái mình phải nói cho, nhưng mà chưa đúng lúc, not the right time, thì tự nhiên nó không nói. Trí tuệ dặn mình đừng nói, khoan đã, chứ
nó đang vui vẻ với bạn bè với nó, mà mình kêu vô mình nói mình la mất mặt bạn bè sao? Để yên đó, từ từ mình sẽ nói, thấy không? Tâm suy nghĩ trời rất là nhiều, đa phần sư mất nhiều thì giờ với tâm suy nghĩ lắm, nhưng mà không sao, quý vị hỏi thì sư cũng phải trả lời thôi. Nghe hết giờ rồi chứ, 9 giờ rồi, hay gì nữa không? Thôi để mà sư đọc cái bài này quý vị nghe để mình chúng ta chấm dứt ha. Bây giờ thấy quý vị không muốn hỏi gì nữa. Và 36. Đây là những cái tài liệu mà sư chép ở bên Miến Điện á, rồi người ta đặt câu hỏi đó. Hết chuyện này chuyện kia thì thượng sư trả lời, rồi sư ghi lại, sư chép lại, rồi sư để đây, rồi khi nào mà quý vị có câu gì mà quý vị muốn hỏi, giống là cái mà cái này là cái bủ bối của sư đó, không cho ai đụng tới hết trơn. Thưa sư, con ngồi thiền tâm yên tĩnh, các đối tượng khởi sanh trong đó có sự suy nghĩ và chánh niệm, con quan sát suy nghĩ thì suy nghĩ mất, con kiểm tra thêm suy nghĩ mất đi nhanh hay không và cái gì xảy ra kế tiếp. Bây giờ mấy người nào họ tu tập một thời gian rồi, bây giờ họ để ý qua thử làm sao mà suy nghĩ nó mất đi rất là nhanh, và cái gì nó xảy ra sau đó. Con nhận ra một tâm tự nhiên xuất hiện và nói rằng tất cả những suy nghĩ đều là tà kiến hết, vì vậy suy nghĩ mất đi. Hồi nãy sư nói đó, mình là người chưa tu tập thì trong suy nghĩ của mình luôn luôn là phiền não, ý chuyện ăn, chuyện uống, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện vui, chuyện buồn, vì nó có cái cảm xúc của mình mới suy nghĩ chứ. Cái gì nó xảy ra và mình có cái cảm xúc trong đó, do đó bây giờ mình suy nghĩ trở lại, mà cảm xúc này là luôn luôn là bất thiện. Một tâm tự nhiên xuất hiện và nói rằng suy nghĩ này là tà kiến, là suy nghĩ này là phiền não, tức thì suy nghĩ mất ngay một cái. Hoặc khi một tâm nhận ra rằng suy nghĩ nó cũng chỉ là đối tượng mà thôi, thì suy nghĩ nó cũng biết mất hơn, mà còn nhanh hơn nữa. Đó, như hồi nãy sư nói, bạn suy nghĩ, bạn không biết, bạn làm. Bạn suy nghĩ, bạn không biết, cảm xúc nó lên. Bây giờ bạn duy trì chánh niệm, bạn suy nghĩ, bạn thấy suy nghĩ chỉ là đối tượng, cho đó những cái nào mà không đáng, bạn không có theo nó. Bạn duy trì chánh niệm, bạn biết nó, thì tự nhiên những cái dòng suy nghĩ tạp niệm nó xấu, tự nhiên nó mất. Và nhất là họ biết rằng nó là đối tượng. Bởi vì khi mà nó đã là đối tượng thì đâu cần tạp nữa, phải không? Chúng ta sử dụng chữ xấu và tốt khi nào chúng ta bị nó lôi theo, nó là một suy nghĩ xấu và chúng ta bị nó lôi. Còn bây giờ nó xấu tốt nó như thế nào, bạn chỉ nhìn nó thôi, bạn chỉ quan sát một cách tự nhiên nó thôi, thì cái này nó đâu có tác động tới mình. Vì vậy nó là đối tượng, vì vậy đâu có chuyện gì mà xấu tốt, có vậy không? Xấu cũng đã được ghi nhận, tốt cũng đã được ghi nhận, và sau đó không có cái gì xảy ra hết, không có đưa tới cái tác ý muốn làm cái này làm cái kia, bởi vì suy nghĩ nó suối mình, nó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Thưa sư, con muốn biết là khi mà tâm mà nó nói như vậy á, là cái này là chánh tư duy phải không? Khi nó nói đây là tà kiến này, hoặc cả nó nói đây là đối tượng này, như vậy tất cả những cái này có phải là cái sự suy nghĩ tốt không, chánh tư duy không? Thượng sư trả lời, khi bạn nói nhanh, nhiều hay ít, cái này là nhanh này, cái này nhanh, mà cái kia còn nhanh hơn nữa, tức là nhiều và ít á, hành giả phải hiểu rằng tâm có tốc lực tự nhiên của nó, và tốc lực này của tâm giống nhau, không có cái nào nhanh hơn tâm nào để yên cho chúng sinh hoạt. Một niệm suy nghĩ xuất hiện, một cái tâm nó nghĩ rằng tâm này là tà kiến, suy nghĩ biết mất. Một niệm suy nghĩ khác khởi sanh, tâm này nó nói rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng, suy nghĩ cũng biết mất. Thì cái cô này cô nói cái thứ hai nhanh hơn cái đầu, mà thiền sư nói không, tâm nó có tốc lực của nó vẫn vận hành một cách rất là tự nhiên thôi, không có cái nào nhanh hơn, không có cái nào chậm hơn hết. Tâm đến và đi, sanh rồi diệt theo một vận tốc không thay đổi, không nhanh không chậm. Vì vậy nếu bạn nói rằng cái này nhanh hơn cái kia nhanh hơn cái nọ, thì bạn đã đem cái đối đãi vào trong này rồi, bạn không thuần túy quan sát cái chân đế nữa. Mà hễ mà đem đối đãi vào trong, đem tốt đem xấu trong, là tâm bắt đầu suy nghĩ, mà tâm bắt đầu suy nghĩ thì nó bất chánh niệm, nó phải tuột xuống. Đó là lý do tại sao mà mình nói đừng có chen cái pháp học vào trong cái pháp hành là vậy. Thì pháp học thì phải suy nghĩ, phải phân tách, bởi vì cái bổn phận của tri thức là vậy mà.
nó học thì nó phải suy nghĩ ta dạy mình cái gì, rồi suy nghĩ tại sao nó như vậy, rồi mình đặt câu hỏi, rồi tất cả những cái này là toàn trí thức ra vận hành không. Như và cái câu hỏi đặt ra vì vậy tâm, tâm nói như vậy là tâm gì? Nó có thể là trí tuệ mà cũng có thể là tâm si nói nữa. Khi có trí tuệ, tâm hiểu rất rõ nên đặt tên cho suy nghĩ là tà kiến, hay suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi. Khi bạn có trí tuệ, một cái dòng suy nghĩ nó tới, bạn nhận ra rằng dòng suy nghĩ là tà kiến này, học giả nói chỉ là đối tượng, trí tuệ nó dạy cho mình biết. Vì vậy đó là trí tuệ nói. Tâm si cũng suy nghĩ và đặt tên cho nó, kinh nghiệm như thường. Tâm si suy nghĩ rồi nói chứ chưa hiểu gì hết. Do đó bạn phải tự kiểm tra để hiểu ra điều này. Trí tuệ nói nhưng mà phiền não cũng nói. Nếu trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ cho thấy những đặc tính của nó, và khi phiền não tới, nó cũng bày ra cho mình thấy những cái đặc chất của nó nữa. Nhưng mà tại sao tâm si nó biết gì đâu mà nói? Si là si mê mà ngu dốt mà. Có, tâm si nó cũng nói. Tâm si nó sẽ nói theo sự hiểu biết của nó. Ví dụ như mình nói rằng, ôi hôm nay tôi gặp anh, tôi thấy anh chị vui vẻ mà cười sung sướng quá, và cái này là sự thật. Ồ, có chuyện gì vui mà cười vui vậy? Cái này là tâm si nói này. Tâm si nó hiểu rằng đây là người, đây là có một cái trạng thái, cái khuôn mặt là vui vẻ, là mà thật ra tất cả đều là đối tượng không à. Ví dụ như quý vị nhìn sư, quý vị nói đây là sư Trí Dũng, thì cái này là khái niệm này. Thật ra không có sư Trí Dũng, nó chỉ có cái tâm thức và cái này là đối tượng mà thôi. Thì anh chị em thấy không, khi mình tập mình thấy nó đi rất là nhanh, nó tới rất là mau, và hễ mình gian trí thức vô là tự nhiên mình thấy mình không kinh nghiệm được, phải không? Chứ nhìn một cái nó thấy cả hai. Cái thứ nhất là trong này có cái cảnh sắc, đối tượng của tâm nhìn. Và cái thứ hai nữa, trong này nó có một cái tưởng nó đang làm việc, và nó lôi cái này ra là ai đây, và nó nói rằng đây là sư Trí Dũng. Và quý vị thấy, quý vị dòm sư là quý vị đưa tay, quý vị chào, đi rất là nhanh, tất cả sinh hoạt rất là mau. Mà trong này hàng trăm, hàng vạn tâm nó đang suy nghĩ, nó làm việc trong đó cho mình, giống cái máy computer vậy đó. Vì vậy làm sao mà quý vị thấy nó đi quá nhanh nè. Bây giờ nè, thấy sư, trước hết nó đâu có thấy sư Trí Dũng, mà nó thấy cảnh sắc thôi, có gì không? Cũng giống computer on and off thôi, nó đâu có biết gì. Nó phải có cái memory đã, nó giải thích cái này là cái gì, phải không? Rồi nó đặt tên đó, để nó nói ra cho mình biết. Rồi khi mà thấy sư Trí Dũng, trong này nó có một cái là nó thấy cái tục đế, đó là sư Trí Dũng, thấy nhận ra rõ ràng. Còn cái khác nữa là cảnh sắc. Rồi có một cái tâm khác nó nói, vì đây là sư Trí Dũng, do đó mình phải đưa tay mình chào sư. Là trong này cái tâm nó phải đưa chứ, nó biểu đưa tay lên, để tôi lên cặp sư, chào sư. Mà nếu mà sư đứng lại thì nó dặn phải giữ trong này, ác ý nó phải giữ cái tay đặng mình nói chuyện với sư chứ, ví dụ như vậy. Hoặc là nói với cái thái độ rất là cung kính, thái độ cung kính, cách thức đưa tay, miệng nói cái gì, mắt nhìn như thế nào, vân 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 vân. Tất cả những cái này là do tâm hết là làm việc. Và nó xảy ra bùm 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 bùm, tích tắc. Do đó các bạn sẽ thấy rằng khi mình tập tới một thời gian nào đó, tâm mình đến, mình sẽ bằng trí tuệ mình sẽ hiểu tất cả một cái câu nói nó ra, nhưng mà trong này hàng tỷ tâm đang vận hành ở trong này, mình hiểu đó rất là rõ. Do đó mình không thấy có cái gì mà thường còn hết nữa. Vì vậy tất cả những cái sự mà biểu lộ ra bên ngoài đó có vẻ thường còn như vậy, nhưng mà không phải. Ví dụ mình ngồi mình nói, con ngồi con thấy con nhớ tại cái chuyện gia đình con. Ngồi nó cả 15-20 phút cứ nhớ thì chuyện xảy ra của gia đình, mà thật ra không phải. Những cái niệm suy nghĩ nhỏ nó ráp ra lại, cái niệm này nó tiếp nối niệm kia, và nó cứ linh hoạt hoài như vậy, nó chạy hoài như vậy, mình cảm thấy nó một dòng. Cũng giống như quý vị nhìn trên máy vi tính, quý vị thấy cái chữ mà, phải không? Nó viết Yahoo, nó viết Google, thật ra đâu có Yahoo, Google. Nó ảo mà. Nó chỉ là những cái mà dấu hiệu mà thôi, cái signal mà thôi, phải không?